Xin chào các em, chúng ta sang bài màu số ID là 015. Bài này là bài làm trong bài kiểm tra số 11 khóa hữu cơ cơ bản 12 trên lớp. Những bạn nào mà chúng ta chưa làm được hoặc chưa hiểu tường tận thì các em về nhập ID vào YouTube và xem lại cho thầy. À, một cái bài rất là cơ bản, vì thế là các em phải làm sao phải làm thành thục nó. À, cơ bản rồi nhưng mà nó liên quan đến độ rượu nó lại không cơ bản ở chỗ này. Vì độ rượu này nhiều em quên hết lớp 11 rồi vì thế là gây khó cho các em. Việc đầu tiên xử lý bài này, thầy có phương trình thứ nhất là phương trình lên men. Phương trình này thầy viết tắt luôn cả quá trình từ tinh bột trực tiếp ra CO2 và ra rượu luôn. Thầy bỏ qua cái phần tạo ra glucose. Hiệu suất của cả quá trình là 75%, có 75%. Tỷ lệ vẫn vậy, 2 CO2 và 2 nước. Việc đầu tiên chúng ta phải tính được số mol rượu thông qua cái độ rượu đó. Thì các em lấy 2 nhân với 0,46 nhân 0,8 chia 46 x thì ra số mol rượu ngay là 0,016 mol. Thầy giải thích một chút xíu vì sao thầy tính được như vậy. Đó. Đầu tiên thầy có là 2 lít rượu. 2 lít rượu thì rượu nguyên chất của thầy sẽ chiếm 0,46%, tức là lấy 2 nhân 0,46 là ra thể tích rượu nguyên chất. Áp dụng công thức m rượu nguyên chất thì bằng V nhân D. Thì đây là V nguyên chất nhân với D là 0,8 thì ra m nguyên chất. m nguyên chất mà chia cho M lớn là 46 thì ra số mol của c h 5 oh nguyên chất đó. Từ tỷ lệ mol trên này thầy lắp vào đây 0,016 thì tinh bột của thầy sẽ là 0,008 tức là chia cho 2 đó. Như vậy tìm được số mon tinh bột rồi thì thầy nhân lên 0,008 nhân 162 là m lớn. À, chia hiệu suất bởi vì người ta hỏi chất ban đầu hoặc là nhân 100 chia cho 75 cũng được. Hoặc chia 0.75 cũng được. Kết quả tìm ra được bằng là 1,728 g. Đó. Vậy đáp án này thầy có là đáp án C.